đủ có hình là có cái đồ trường không? Được. Mẹ, mẹ mới cho con nha, mốt nè. Mốt mẹ kêu nó đặt nhiều cho con nha mẹ. Mẹ kêu dì xin cho con ở dưới nhà dì xin nhiều lắm. Xin cái thùng này phải không? Dạ. Mốt mẹ mua cái gì thì mẹ mua nha, mẹ đừng ít cho nó đặt. Mẹ xuống với mẹ lấy nhiều nha, dì xin nhiều lắm luôn á mẹ. Rồi để mẹ nói dì xin, mẹ xin cho mấy cái thùng. Mẹ bỏ vô đây nha, rồi để con đựng rồi con bỏ cho nhà con nha. Ok. Rồi đi đâu mà đợi nón à? Con biết chơi. Con biết chơi hả? Đi giờ đi qua thăm cây táo nè. Đi qua thăm coi cây bơm nó lớn cỡ nào rồi. À, ơi. Nó lớn nhiều. Đây nè, mấy cây bơm của dì muội giờ thành cây chanh dây nè. Đó, nó trồng cây bơm mà cuối cùng nó lớn lên thành cây chanh dây hết trơn rồi. Đây là có hai cây bơm chính hiệu đúng bơm luôn nè. Các bạn ơi. Này là cây cây bơm, cây này là từ cái hạt của cái trái táo gốc kích nè. Đó. Để chăm sóc hai cây này lớn lên nha. Đây cây cỏ nữa nè. Cây cỏ đó hả? Mùi bỏ hộp cho người ta ăn mỗi trồng á. Thì mùi ươm lên được hai cây bơm, bự quá bự. Rồi đi đâu nữa dạ? Thôi quay lại. Quay lại nắng nè. Nhanh lên. Các bạn hôm nay chúng mình sẽ là làm clip này nha. Hôm nay chúng ta đến giờ ngủ chúng ta sẽ quay clip. Rồi tới giờ ngủ là quay clip hả? Đúng rồi các bạn ơi, nhưng mà chúng ta lấy cái kéo cắt cái phần này ra để mà chơi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ là chiều nay ngủ lấy sức lại để mà ngủ, để chiều nay mình còn bơi nữa. Rồi cắt cái đó làm gì đó? Nhưng mà mình cắt cái phần này ra để mình làm con robot nha các bạn. Cắt ngược tay một hồi đứt tay đó, cầm tay phải á. Các bạn ơi. Các bạn ơi. Nhà mình không có, hồi đó là nhà hồi tối là mình ngồi trên bàn á, là nhà mình nghèo, nhà người ta không có nghèo á, bạn giờ nhà mình già luôn đất trắng. Nhà mình giàu quá, mình lụm thùng ra thùng cắt tông mình chơi không, mình đâu có tiền mua đồ chơi đâu. Bây giờ mình mới lụm mấy cái này để chơi nè các bạn. Thôi bây giờ nè, gáp cái con robot làm sao bằng cái thùng giấy đó đâu, gáp mẹ coi coi. Nhưng mà chúng ta phải làm lủng lỗ rồi chúng ta đút cái chân vô hay cái chân rồi chúng ta lấy cái đó rồi chúng ta làm cái chân, cái này là cái làm cái tay. À đồ hồi đứt tay rồi đừng có khóc nha. Không có đâu các bạn. Nhanh nhất luôn. Bây giờ mình sẽ lấy cái dao để mà cưa làm hình tròn nha các bạn. Sao tháo bung cái thùng ra rồi? Thôi lấy cái bằng tay luôn đi. Ôi da. Còn cái này là vô nha, không có cái gì chưa mấy cái vô nha các bạn. Còn mực không? Trời đất ơi, nguy hiểm quá vậy. Trời ơi các bạn ơi, mẹ làm đi mẹ. Mẹ làm đi mẹ hả? Thôi đây là mình lấy cái giấy con đây cho. Ai, hư cái giấy rồi, thôi đây đây mẹ đục lỗ cho. Sẽ làm cái này nha. Đục lỗ gì đây được chưa? Được rồi.
Đúng rồi, con, sao con xé nó rồi? Không có, chứ nó có cái đồ mỏ mà. Mất rồi đây. Rách luôn rồi. Cắt chúng có sao đâu mẹ. Rồi, chúng đây nè. Rồi đút hai cái tay vô rồi cái đầu đút ra đâu? Rồi, tao không biết rồi. Ở đây mình khui thêm cái lỗ để đút cái đầu ra nữa. Ở đây, đây mẹ khui cho cái đầu. Dùng sức mạnh. Rồi, dánh luôn cái thùng. À được mà, đút cái đầu vô. Đút cái đầu vô đó. Xong. Dánh luôn. Ôi, sống xong cũng được. Cũng được hả? Mới là xe. Kiểu này chứ gì. Rồi, xong. Đút cái giò vô ha. Đúng rồi. Đút cái giò vô. Rồi, cái giò vô đây. Đứt. Vậy được chưa? Rồi, cái xe. Đây, đưa cái tay đây, hút cái tay ra. Ai? Rồi. Pin 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 pin. Rồi, chiếc xe chạy tới coi. Xe chạy tới, chạy tới. Trời ơi. Chắc phải làm lại cái xe khác quá. Thôi để đi xin xiên cái mấy cái thùng rồi về mình làm lại chiếc xe khác cho con nghe. Yeah, rồi đi xin, đi xin. Rồi thôi bây giờ nè, đi ngủ nha, rồi chiều nay mẹ xin lên, rồi tối nay mình làm. Thôi giờ xin đi. Giờ này là tới giờ ngủ, thôi đi ngủ. Bye bye. Xe robot bằng giấy mà đã ăn xong đã ở cái bị đã đi đi chi đấu người kia cái này kia là robot bự không xanh với màu đỏ nha. Nghỉ dịch không có, nghỉ dịch không có đi học, không có bạn chơi, ở nhà đánh lộn với Hata, bị cách ly gia đình, không được chơi chung, có một mình tự kỷ. Rồi cái thùng giấy đó kéo chằng chằng tuột cái quần. Bùm bùm bùm. Bùm 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 bùm. Ủa, bỏ đạn mà. À đang bỏ đạn hả? Có khi nào chiếc xe bị lật té không? Bị gượt rồi sao chạy? Chạy gì đó hả? Sáng tạo. Má ơi sáng tạo. Vì mũi thấy nó sáng tạo chưa? Giờ cách ly rồi đâu có chơi với người ta được đâu. Giờ ở nhà chơi hay. Nhưng mà sáng tạo mà con có nghĩ có ý này hay không? Trời, hay quá.
Chiều nay đi kiếm thùng giấy đặng làm cho nó một chiếc xe nha dì muội. Ở dưới cầu á nhiều lắm, dì xin á. Chiều sẽ là xin dì xin nhiều. Để mình chơi. Có bọt. Rồi. Xe. Xe đút cái tay vô. Còn quay clip. Rồi thôi, đợt này là đi ngủ thiệt đó nghe xe ơi. Dì muội vô là chuẩn bị giờ, dì muội đưa em vào hạ rồi đó. Thôi rồi thôi, bye bye. Bye bye. Bye.